thử gì. Chuyện đó dễ mà. Chào mẹ. Con nói cho dì biết thằng Tí là con ruột của dì đó. Lỗ mũi của nó và lỗ mũi dì giống nhau như hai giọt nước vậy đó. Nhìn đi. Đó, 18 năm để dành tình tiết, con lại bây giờ lại mất với ông già là sao? Nghe nói hồi nãy em bị hiếp đúng không? Trong cái nghề này là như vậy đó. Muốn đứng lên là phải nằm xuống. This is what people call passion and what you really don't understand at all. Bỏ mày xuống đi, mẹ tự đi được mà. Nếu ông không đem mấy tờ cái số đến đây thì hãy đem bao tải đến lấy xác bà. Tải cho ông đừng người ta. Là tôi đồng bọn ông nội mày.